Colombia được biết đến là một trong 17 quốc gia siêu đa dạng khi đứng thứ nhất thế giới với 1.889 loài chim, đứng thứ hai thế giới về các loài hoa lan, thứ ba thế giới về số lượng các loài bò sát và đứng thứ tư thế giới về các loài động vật có vú. Ngoài sự đa dạng về sinh học, Colombia còn có các thành phố đầy hấp dẫn như Bogota, Medellin, Cali hay Cartagena, lễ hội Carnival đầy màu sắc ở thành phố Barranquilla và thiên nhiên chủ phú của dãy núi Sierra Nevada. Chúng tôi rất coi trọng hoạt động này bởi đây là lần đầu tiên Colombia tham gia VITM. Chúng tôi có cơ hội giới thiệu vẻ đẹp đa dạng của Colombia. Đất nước chúng tôi có 5 khu vực tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Đó là vùng Thái Bình Dương, Caribe Amazon, Andes và Bình Nguyên, Orinoquia. Do đó, tôi tin rằng có rất nhiều tiềm năng khai thác du lịch giữa hai nước, đặc biệt là cho du khách Việt Nam cũng như các nước thành viên ASEAN khác để khám phá Colombia. Và ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn vẻ đẹp tuyệt vời của Colombia. Năm 2019, lượng du khách Việt Nam đi du lịch Colombia và du khách Colombia tới Việt Nam còn rất khiêm tốn. Do vậy, thông qua sự kiện này, Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam kỳ vọng những tiềm năng về văn hóa du lịch của Colombia sẽ được các công ty lữ hành hàng không Việt Nam biết đến nhiều hơn, qua đó khai thác được hết tiềm năng du lịch giữa hai bên.